Thưa các bạn, khi nói đến dân tộc, chúng ta không quên nhớ tới hàng triệu đồng bào làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Trong số họ có hàng chục, hàng trăm các nhà thơ, nhà văn với rất nhiều tên tuổi chúng ta đã biết đến, người còn, người mất, như Du Tử Lê, Mai Thảo, Trần Bổng Tú, Vũ Hoàng Chương, vân vân. Cả dân tộc ta đang vào xuân đón Tết, niềm vui đong đời và nỗi buồn xa cách cũng không dễ quên. Ở nước Mỹ xa xôi, năm 1998, khi nhà thơ, nhà văn Mai Thảo mất, nhà thơ Trần Bổng Tú dường như đã thay lòng thương tiếc của chúng ta, những người yêu mến Mai Thảo, nói hộ những lời vĩnh biệt thật hay, thật đáng suy nghĩ. Thương nhớ Mai Thảo, những bài thơ đi cùng năm tháng xin trân trọng giới thiệu bài thơ Về một địa chỉ mới của nhà thơ nữ Trần Bổng Tú. Bài thơ này Trần Bổng Tú viết gửi Mai Thảo khi nhà thơ, nhà văn Mai Thảo vĩnh biệt chúng ta. Anh đi à? Ừ, đi. Anh đi thật à? Ừ, đi thật. Sao anh hay đi thế? Đâu có hay đi. Từ năm 1982 đến nay, anh vẫn ở đây. Không, em nói từ năm 1954, từ khi dọn vào trong Nam cơ. Anh rời đổi biết bao nhiêu chỗ khác nhau rồi. Lần này thì khác, chỗ này là chỗ cuối. Có xa không anh? Cũng chưa biết rõ nữa. Chưa biết rõ sao lại đến? Thì cũng phải đến chứ, chỗ cuối mà. Xa gần gì mình cũng đến được. Em tiễn anh một quãng được không? Được. Nhưng khi nào anh rẽ ở khúc quanh, em chỉ nên đứng nhìn theo, đừng gọi với để anh khỏi bận lòng. Anh có chắc là về chỗ ở mới anh vui hơn ở đây không? Anh không biết rõ, sẽ hỏi những người bạn đã dọn đến trước anh. Thế liệu anh có nhớ những người bạn còn ở địa chỉ cũ không? Đến một lúc nào đó, có thể chúng ta sẽ quên hẳn nhau. Làm sao mà giữ mãi một mối liên hệ không còn hiện hữu nữa? Anh nói nghe buồn quá. Em biết rồi mà, người ta chỉ giữ được những vật cổ trong bảo tàng viện, không giữ được tình cảm ở trong một cái hộp kín rồi đem cất vào đó. Tình cảm như hơi nước, theo thời gian sẽ bốc hơi và bay đi. Thế người ta có cất văn chương vào bảo tàng viện không? Có, sau khi đã gàn đục khơi trong. Người ta chỉ cất đi những viên ngọc chứ không ai giữ những hòn xạ. Anh à, chỗ anh sắp đến có rộng hơn căn phố một buồng của anh bây giờ không? Có bao giờ anh cần một chỗ rộng hơn đâu? Có vườn cỏ non không anh? Tháng riêng thì bao giờ cũng có ở ngay trong tâm mình. Ở đó có rượu cho anh uống không? Bạn bè chắc sẽ thỉnh thoảng dưới lên anh. Anh à, thôi em đừng hỏi nữa, anh đi đây. Anh sẽ rẽ ở khúc quanh đằng kia. Và em không được gọi anh quay lại phải không? Khá lắm. Thôi anh đi nghe. Vâng, anh đi. Em sẽ không gọi với theo anh. Người đàn ông quay lưng lại, đi về phía trước. Dáng ông cao thẳng, hai tay buông xuôi. Ông đi thung dung về một địa chỉ mới. Một bài thơ thật lạ và cũng rất hay, phải không các bạn? Cảm ơn nhà thơ nữ Trần Bổng Tú đã nói hộ chúng ta nhiều điều.